Sách Ezra. Ezra chương 1. Năm thứ nhất thời vua Kiro trị vì nước Ba Tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Jeremia được hoàn toàn ứng nghiệm. Đức Chúa tác động trên tâm trí Kiro vua Ba Tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ như sau: Kiro vua Ba Tư phán thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa trên trời đã ban cho ta mọi vương quốc dưới đất. Chính người đã trao cho ta trách nhiệm tái thiết cho người một ngôi nhà ở Jerusalem tại Juda. Vậy, ai trong các ngươi thuộc dân người, thì xin Thiên Chúa của họ ở với họ, và họ hãy lên Jerusalem tại Juda và xây nhà Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Chính người là Thiên Chúa ngự tại Jerusalem, và mọi người còn lại ở bất cứ nơi nào họ đang trú ngụ phải được dân địa phương cấp cho bạc vàng, của cải và thú vật, cũng như lễ vật tự nguyện để dâng cúng cho nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Những người đứng đầu các gia tộc của Juda và Benjamin, các tư tế và các thầy Lê-vi, tất cả những người được Thiên Chúa tác động trên tâm trí, trỗi dậy để đi lên xây nhà Đức Chúa ở Jerusalem. Mọi người hàng xóm láng giềng đều mạnh tay giúp họ. Bạc vàng, của cải, thú vật, những đồ vật có giá, không kể mọi lễ vật tự nguyện, vua Kiro cho người đem ra ngoài những đồ vật thuộc nhà Đức Chúa mà vua Nabucodonosor đã cho người đem ra khỏi Jerusalem và đặt trong thần miếu của nhà vua. Kiro vua Ba Tư đã nhờ viên thủ quỹ Mithridat đem những đồ vật ấy ra ngoài. Viên thủ quỹ kiểm kê và giao cho ông Sết-bát-sa là thủ lãnh xứ Juda. Đây là số các đồ vật: 30 chén vàng, 1000 chén bạc, 29 con dao, 30 tô vàng, 410 tô bạc loại thường, 1000 đồ vật khác. Tổng số các đồ vật bằng vàng và bằng bạc là 5.400. Ông Sết-bát-sa mang theo tất cả các đồ vật đó khi ông đưa những người lưu đày từ Babylon lên Jerusalem. Ezra chương 2. Đây là những người trong miền đã từ chốn lưu đày hồi hương. Họ là những người mà Nabucodonosor, vua Babylon, đã bắt đi đẩy sang Babylon. Họ trở về Jerusalem và Juda, ai về thành nấy. Họ về cùng với các ông Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Seraja, Reelaja, Mordochai, Binsan, Mitpa, Bichvai, Rehum, Baana. Đây là số những người thuộc dân Israel. Con cái ông Pakot 2172. Con cái ông Sơ Phát Ra 372. Con cái ông Arak 775. Con cái ông Pakhat Moab, tức là con cái ông Yeshua và ông Joab 2812. Con cái ông Elam 1254. Con cái ông Zattu 945. Con cái ông Zakkai 760. Con cái ông Bani 642. Con cái ông Bevai 623. Con cái ông Adgat 1222. Con cái ông Adonikam 666. Con cái ông Bichvai 2056. Con cái ông Adin 454. Con cái ông Ate, tức là con cái ông Jerkhitkija 98. Con cái ông Besai 323. Con cái ông Jora 112. Con cái ông Khasum 223. Con cái ông Gibba 95. Con cái ông Belem 123. Người Netopha 56. Người Anathoth
128, con cái ông Atmavet. 42, con cái ông Kiyajat Arim, ông Kephira và ông Bererot. 743, con cái ông Rama và ông Geva. 621, người Mikmat. 122, người Bết-ên và người Ai. 223, con cái ông Nervo. 52, con cái ông Mác-bít. 156, con cái ông Ê-lam khác. 1254, con cái ông Kha-rim. 320, con cái các ông Lốt, Kha-đích và Ô-nô. 725, con cái ông Jericho. 345, con cái ông Sơ-na-a. 3630, các tư tế, con cái ông Giơ-đa-gia thuộc nhà ông Giê-su-a. 973, con cái ông Im-me. 1052, con cái ông Pát-khua. 1247, con cái ông Kha-rim. 1017, các thầy Lê-vi, con cái các ông Giê-su-a và Cát-mi-ên, tức là con cái ông Hô-đáp-ra. 74, các Ca-viên, con cái ông A-sáp. 128, con cái những người giữ cửa, con cái ông Sa-lum, con cái ông A-te, con cái ông Tan-môn, con cái ông Ác-cúp, con cái ông Kha-ti-ta, con cái ông Sô-vai. Tất cả là 139. Những người phục vụ đền thờ, con cái Si-kha, con cái Kha-su-pha, con cái Táp-ba-ốt, con cái Kê-rốt, con cái Si-a, con cái Pa-đôn, con cái Lê-va-na, con cái Kha-ga-va, con cái Ác-cúp, con cái Kha-gáp, con cái San-mai, con cái Kha-nan, con cái Gít-đên, con cái Ga-kha, con cái Rơ-a-ra, con cái Rơ-xin, con cái Nơ-cô-đa, con cái Gát-giam, con cái Út-gia, con cái Pa-xê-ác, con cái Bê-sai, con cái Át-na, con cái người Mơ-u-nim, con cái người Nơ-phu-xim, con cái Bác-búc, con cái Kha-cúp-pha, con cái Khác-khua, con cái Bát-lút, con cái Mơ-khi-đa, con cái Khác-sa, con cái Bác-cốt, con cái Sít-ra, con cái Tè-mác, con cái Nơ-si-ác, con cái Kha-ti-pha, con cái như người nô lệ của vua Sa-lô-môn, con cái Sô-tai, con cái Ha-sô-phe-rét, con cái Pê-ru-đa, con cái Gia-la, con cái Đắc-côn, con cái Gít-đên, con cái Sơ-phát-ra, con cái Khát-tin, con cái Pô-khe-rét, Ha-sơ-va-jim, con cái A-mi. Tổng số những người phục vụ đền thờ và con cái những người nô lệ của vua Sa-lô-môn là 392. Con cái những người trở về từ Ten-me-lác, Ten-khác-sa, Kê-rúp, Át-đan, Im-me. Họ không thể dựa vào gia tộc và dòng giống của họ để cho biết có thuộc về Israel hay không. Con cái Đơ-la-ra, con cái Tô-vi-ra, con cái Nơ-cô-đa. 652. Trong số con cái các tư tế có con cái ông Khô-va-ra, con cái ông Hắc-cốt, con cái ông Bác-di-lai, là người đã lấy một trong các con gái ông Bác-di-lai, người Ga-la-át, nên đã mang tên ông ấy. Những người này đã tìm kiếm tên của họ trong cuốn gia phả, nhưng không thấy, nên đã bị loại ra khỏi hàng tư tế, vì bị coi là ô uế. Quan tổng đốc cấm họ không được ăn của thánh, cho đến khi có một tư tế đứng lên xem thẻ xăm Urim và Tummim. Toàn thể cộng đồng là 42.360 người, không kể tôi trai tớ gái của họ, lên tới 7.337 người.
họ cũng có 200 nam nữ ca viên. Họ có 736 con ngựa, 215 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Khi về đến nhà Đức Chúa ở Jerusalem, một số người đứng đầu các gia tộc dâng cúng những lễ vật tự nguyện cho nhà Thiên Chúa để tái thiết nhà đó ở chỗ cũ. Theo khả năng, họ đã dâng vào quỹ dùng cho công trình đó 61.000 quan tiền, 2.500 ký bạc và 100 bộ phẩm phục tư tế. Các tư tế, các thầy Lê Vi và một phần dân chúng ở tại Jerusalem, còn các ca viên, những người giữ cửa, những người phục vụ đền thờ thì ở trong các thành của họ. Mọi người Israel khác cũng ở trong các thành của họ. Ezra chương 3. Đến tháng thứ bảy, lúc con cái Israel đang ở trong thành của họ, thì dân họp nhau tại Jerusalem, muôn người như một. Ông Jeshua, con ông Josadak, cùng với các tư tế anh em của ông, và ông Zerubbabel, con ông Santien, cùng với anh em của ông, đứng ra xây bàn thờ Thiên Chúa Israel, để dâng trên đó các lễ toàn thiêu, như đã chép trong luật của ông Môsê, người của Thiên Chúa. Họ dựng lại bàn thờ vào đúng vị trí, vì họ sợ các dân trong xứ. Trên đó họ dâng lên Đức Chúa lễ toàn thiêu ban sáng và ban chiều. Như lời đã chép, họ cử hành lễ lều, dâng lễ toàn thiêu ngày này qua ngày khác, theo số đã quy định cho mỗi ngày. Sau đó, họ dâng lễ toàn thiêu thường tiến, lễ toàn thiêu vào các ngày sóc và mọi đại lễ kính Đức Chúa, và lễ toàn thiêu của tất cả những người dâng cúng Đức Chúa lễ vật tự nguyện. Từ mồng 1 tháng 7, họ bắt đầu dâng lễ toàn thiêu kính Đức Chúa, mặc dầu chưa đặt nền móng cho đền thờ của Đức Chúa. Họ cấp bạc cho thợ đá, thợ mộc, cấp thức ăn thức uống và dầu cho người Sidon và Tia, để họ chở gỗ bá hương từ Liban qua đường biển về Jaffo theo phép Kiro vua Ba Tư đã ban. Vào năm thứ hai sau khi họ về đến nhà Thiên Chúa ở Jerusalem, trong tháng thứ hai, ông Zerubbabel, con ông Santien, và ông Yeshua, con ông Josadak, cùng với các anh em còn lại, các tư tế, các thầy Lê Vi và tất cả những người lưu đày trở về Jerusalem, khởi công và giao phó cho các thầy Lê Vi từ 20 tuổi trở lên điều khiển công việc xây nhà Đức Chúa. Ông Yeshua với con cái và anh em ông Cát-mi-ên và con cái ông Hô-đáp-ra, con cái ông Khê-na-đát, con cái và anh em của họ, các thầy Lê Vi, cùng nhau điều khiển thợ làm việc tại nhà Thiên Chúa. Khi thợ xây nhà đặt nền móng đền thờ của Đức Chúa, thì các tư tế, y phục chỉnh tề, tay cầm kèn, và các thầy Lê Vi, con cái ông A-sáp, tay cầm chũng chọe, đứng ở đó mà ca tụng Đức Chúa, theo như vua David, vua Israel đã quy định. Họ luân phiên sướng đáp mà ca tụng và cảm tạ Đức Chúa. Vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn tròn tình thương đối với Israel. Toàn dân lớn tiếng reo hò ca tụng Đức Chúa, vì bấy giờ nhà Đức Chúa đã có nền móng. Nhiều tư tế và thầy Lê Vi, nhiều người đứng đầu gia tộc nay lớn tuổi, là những người đã thấy nhà Thiên Chúa trước kia, khóc to tiếng khi thấy người ta đặt nền móng nhà mới này trước mắt họ. Nhưng cũng có nhiều người khác cất tiếng reo hò vui sướng. Không ai có thể phân biệt được tiếng reo hò vui sướng với tiếng khóc của dân, vì dân lớn tiếng reo hò và tiếng họ vọng đi xa. Ezra chương 4. Khi nghe tin là các người lưu đày trở về, đang xây một đền thờ kính Đức Chúa
Thiên Chúa của Israel, thì những kẻ thù của Juda và Benjamin đến gặp ông Zerubbabel và những người đứng đầu các gia tộc mà nói: Chúng tôi muốn được cùng xây với các ông, bởi cũng như các ông, chúng tôi tìm kiếm Thiên Chúa của các ông và dâng lễ tế kính người từ ngày Esa Khách Đôn, vua Assur đem chúng tôi lên đây. Ông Zerubbabel, ông Jeshua và những người khác là những người đứng đầu các gia tộc Israel bảo họ: Việc xây nhà cho Thiên Chúa chúng tôi không phải là việc chung của các ông và chúng tôi, vì chỉ có chúng tôi sẽ xây cho Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, theo lệnh vua Kiro, vua Ba Tư đã ban cho chúng tôi. Khi đó dân trong xứ bắt đầu làm cho dân Juda bùn rùn tay chân và sợ hãi, để họ không xây cất nữa. Chúng mua chuộc các cố vấn để làm hỏng ý định của dân Juda trong suốt thời vua Kiro, vua Ba Tư, mãi cho đến triều vua Dario, vua Ba Tư, dưới triều vua Xerxes. Vào thời đầu triều đó, chúng viết một bản cáo tội dân cư Juda và Jerusalem. Vào thời vua Ác-tắc-sát-ta, Bít-lam, Mít-rơ-đáp, Táp-ên và các bạn đồng liêu khác đã viết cho vua Ác-tắc-sát-ta, vua Ba Tư. Bản văn ấy được viết bằng tiếng Aram và được phiên dịch. Nguyên văn tiếng Aram: Rơ-khum thủ hiến và Sim-sai thư ký gửi lên vua Ác-tắc-sát-ta một bức thư tố cáo Jerusalem với những lời lẽ như sau: Rơ-khum thủ hiến, Sim-sai thư ký và các bạn đồng liêu khác, các thẩm phán và khâm sai, những người Tác-pơ-lai, Erep, Babylon và Susan, nghĩa là những người Ê-lam và các dân tộc khác mà vua Át-náp-pa vĩ đại và lừng danh đã bắt đi đầy và cho định cư tại các thành của Samari và các miền khác thuộc vùng bên kia sông Euphrates, đồng tấu. Đây là bản sao bức thư họ gửi. Tâu vua Ác-tắc-sát-ta, bày tội của đức vua, những người ở vùng bên kia sông Euphrates xin thưa. Và bây giờ, xin trình để đức vua tường. Từ nơi đức vua, người Do Thái đã lên chỗ chúng tôi tại Jerusalem và đang tái thiết cái thành phản loạn và xấu xa ấy. Chúng dựng lại tường thành và đặt lại nền móng. Vậy xin trình để đức vua tường. Nếu thành ấy được tái thiết, tường thành được dựng lại, thì chúng sẽ không nộp cống vật, thuế má, thuế thông quá, và như vậy, cuối cùng nhà vua sẽ phải thiệt thòi. Vậy, vì được hưởng lộc của triều đình, chúng tôi thấy không được phép ngồi nhìn đức vua bị nhục mạ. Cho nên, chúng tôi để lên đức vua bản tường trình này, để người ta tra cứu sách sử biên niên của tổ tiên đức vua. Trong sách sử biên niên đó, đức vua sẽ tìm ra và nhận thấy rằng thành ấy là một thành phản loạn, làm thiệt hại cho nhà vua và các tỉnh. Ở đó, từ thời xa xưa, chúng đã làm loạn. Vì thế, thành ấy đã bị tàn phá. Chúng tôi xin trình để đức vua tường. Nếu thành ấy được tái thiết và tường thành được dựng lại, thì điều đó sẽ làm cho đức vua chẳng còn phần đất nào nữa trong vùng bên kia sông Euphrates. Vua gửi thư trả lời: Gửi lời vấn an quan thủ hiến Rơ-khum, thư ký Sim-sai và các đồng liêu cư ngụ ở Samari và ở các nơi khác trong vùng bên kia sông Euphrates. Vậy, bây giờ, bức thư mà các ngươi đệ lên ta đã được dịch và đọc trước mặt ta. Theo lệnh ta, người ta đã tra cứu và tìm ra rằng, từ thời xa xưa, thành ấy đã từng nổi dậy chống các vua, và những cuộc phản loạn, những cuộc nổi dậy đã từng diễn ra ở đó. Ở Jerusalem,
đã có những vua hùng mạnh làm bá chủ khắp vùng bên kia sông Euphrates. Người ta đã nộp cho họ cống vật, thuế má, thuế thông khóa. Vì thế, các ngươi hãy ra lệnh cấm chúng không được tái thiết thành ấy cho đến khi có lệnh ta ban. Các ngươi hãy coi chừng, chớ trễ nải công việc này, kẻo gây nhiều thiệt hại cho nhà vua. Như thế, sau khi bản sao sắc chỉ của vua Ác-tắc-sát-ta được đọc trước mặt quan thủ Yến Rơ Khum, viên thư ký Sim-sai và các đồng liêu, thì những người này vội vàng đi Jerusalem gặp người Do Thái và dùng vũ lực mà ngăn cản họ. Khi đó, công việc xây nhà Thiên Chúa ở Jerusalem phải ngưng lại, và ngưng lại mãi cho đến năm thứ hai, triều vua Dario, vua Ba Tư. Ezra chương 5. Ngôn sứ Khác Gai và ngôn sứ Zakaria, con ông Ido, phát ngôn về người Do Thái ở Juda và ở Jerusalem, nhân danh Thiên Chúa của Israel, là đấng ngự trên họ. Bấy giờ ông Zerubbabel, con ông Santien và ông Yeshua, con ông Josadak, đứng ra khởi sự xây nhà Thiên Chúa ở Jerusalem, và có các ngôn sứ của Thiên Chúa trợ giúp các ông. Vào chính thời ấy, ông Tatnai, trưởng vùng bên kia sông Euphrates, ông Sơ-tha-bốt-nai và các đồng liêu đến gặp họ và nói với họ như sau: Ai cho phép các ông tái thiết nhà này, tu bổ ngôi nhà gỗ này? Bấy giờ những người ấy còn hỏi họ: Tên của những người xây ngôi nhà này là gì? Nhưng Thiên Chúa của người Do Thái để mắt nhìn đến các kỳ mục của họ, nên người ta đã không đình chỉ công việc của họ cho đến khi một bản báo cáo được đệ lên vua Dario, và sau đó có sắc chỉ phúc đáp về vụ này. Đây là bản sao bức thư của ông Tatnai, trưởng vùng bên kia sông Euphrates, ông Sơ-tha-bốt-nai và các bạn đồng liêu, các khâm sai vùng bên kia sông Euphrates đã đệ lên vua Dario. Họ đã đệ lên vua một bản tường trình viết như sau: Tâu vua Dario, kính chúc đức vua vạn an. Xin trình để đức vua tường: Chúng tôi đã đi tới tỉnh Juda, tới nhà của Thiên Chúa cao cả. Nhà đó được xây bằng đá đẽo, có xà gỗ gác vào tường. Công trình ấy được thực hiện cách chu đáo và tiến triển tốt đẹp nhờ tay họ. Bây giờ chúng tôi đã hỏi các kỳ mục đó. Chúng tôi đã nói với họ thế này: Ai cho phép các ông tái thiết nhà này, tu bổ nhà gỗ này? Chúng tôi cũng hỏi tên của họ để đức vua tường, và đã ghi tên những người làm đầu họ. Đây là câu họ trả lời chúng tôi: Chúng tôi là những tôi trung của Thiên Chúa, Chúa trời đất. Chúng tôi tái thiết ngôi nhà đã được xây dựng xưa kia, cách đây lâu lắm rồi. Một đại vương của Israel đã xây lên và đã hoàn thành. Nhưng vì cha ông chúng tôi làm cho Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, phải nổi cơn thịnh nộ, nên người đã trao họ vào tay vua Nabucodonosor, người Can-đê, vua Babylon. Vua đã phá hủy nhà này và đầy dân sang Babylon. Tuy thế, năm thứ nhất đời vua Kiro, vua Babylon, vua Kiro ra lệnh tái thiết nhà này của Thiên Chúa. Và hơn nữa, vua Kiro lấy ra khỏi đền thờ Babylon những đồ vàng đồ bạc thuộc nhà Thiên Chúa, mà vua Nabucodonosor đã lấy ra khỏi đền thờ Jerusalem và đưa về đền thờ Babylon. Rồi vua Kiro trao những đồ vật ấy cho một người tên là Sết-bát-sa mà vua đã đặt làm tổng trấn. Vua nói với ông: Ông hãy lấy những đồ vật ấy mang đi và đặt lại ở đền thờ Jerusalem. Nhà Thiên Chúa
phải được tái thiết ở chỗ cũ. Bây giờ, ông Sét-ba-sa đến đặt nền nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Từ đó đến nay, nhà ấy vẫn được tái thiết nhưng chưa hoàn thành. Vậy bây giờ, nếu Đức Vua đồng ý, xin Đức Vua cho người tìm kiếm trong kho tàng của Đức Vua ở bên đó, tại Babylon, để xem vua Kiro có thực sự ban lệnh tái thiết nhà Thiên Chúa ở Jerusalem hay không. Xin Đức Vua gửi cho chúng tôi quyết định của Ngài về vấn đề này. Ezra chương 6. Bấy giờ vua Dario ra lệnh cho tìm kiếm trong kho tàng, nơi trữ các văn thư ở Babylon. Người ta đã tìm thấy ở Akmetha, thành trì nằm trong tỉnh Medi, một cuộn da trên đó có viết: Bản ghi nhớ, năm thứ nhất đời vua Kiro ra lệnh về vấn đề nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Nhà sẽ được tái thiết làm nơi dân các hy lễ và nền móng cũ sẽ được duy trì. Chiều cao của nhà sẽ là 30 thước, chiều rộng 30 thước. Sẽ có 3 lớp đá đẽo và 1 lớp gỗ. Nhà vua sẽ lấy quỹ của triều đình đài thọ các chi phí. Hơn nữa, những đồ vàng, đồ bạc thuộc nhà Thiên Chúa mà vua Nabucodonosor đã lấy ra khỏi đền thờ Jerusalem và đưa về Babylon sẽ được trả lại, để các đồ vật ấy trở về chỗ cũ trong đền thờ Jerusalem và được đặt trong nhà Thiên Chúa. Vậy bây giờ, Tabnai, trưởng vùng bên kia sông Euphrates, Sơ Thảo Bốt Nai và các đồng liêu, các khâm sai vùng bên kia sông Euphrates, các ngươi hãy rời xa nơi đó. Hãy để cho tổng trấn của người Do Thái và các kỳ mục Do Thái lo việc xây cất nhà Thiên Chúa. Họ phải tái thiết nhà Thiên Chúa ở chỗ cũ. Đây là lệnh ta ban cho các ngươi về cách đối xử với hàng kỳ mục Do Thái trong việc tái thiết nhà Thiên Chúa. Phải lấy tiền bạc của nhà vua trích từ thuế thu được ở vùng bên kia sông Euphrates mà cung cấp đầy đủ các chi phí cho những người đó, không được gián đoạn. Theo lời chỉ dẫn của các tư tế Jerusalem, những gì cần cho lễ toàn thiêu kính Thiên Chúa, Chúa các tầng trời: bò tơ, chiên cừu, lúa miếng, muối, rượu và dầu, ngày ngày sẽ được cung cấp cho họ, không được chệch mãn, để họ dâng lên Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, các hy lễ làm đẹp lòng người và cầu cho nhà vua và các hoàng tử được trường thọ. Ta còn ra lệnh, bất kỳ ai vi phạm sách chỉ này thì phải dỡ xà gỗ nhà nó, làm cột đóng xuyên qua người nó mà dựng lên. Và vì lý do ấy, hãy biến nhà nó thành đống phân dơ. Chớ vì Thiên Chúa, đấng đã đặt danh người ngự tại đó, lật đổ bất cứ vua hay dân nào dám vi phạm sắc chỉ này mà ra tay phá hủy nhà Thiên Chúa ở Jerusalem. Chính ta, Dario, đã ban lệnh này, sắc chỉ phải được thi hành chu đáo. Bấy giờ ông Tát-nai, trưởng vùng bên kia sông Euphrates, ông Sơ-tha-bốt-nai và các đồng liêu thi hành chu đáo các chỉ thị vua Dario gửi đến. Hàng kỳ mục Do Thái tiếp tục xây cất và thành công trong việc đó, theo lời sấm của ngôn sứ Khác-gai và của ông Zacharia, con ông Ít-đô. Họ hoàn thành công việc xây cất đúng theo lệnh của Thiên Chúa Israel và lệnh của vua Kiro, vua Dario và vua Artaxata, vua Ba Tư. Nhà đó được xây xong ngày mùng 3 tháng Adar, năm thứ 6 triều vua Dario. Còn cả Israel, các tư tế, các thầy Lê-vi và những người lưu đày trở về, hân hoan cử hành lễ khánh thành nhà Thiên Chúa. Để khánh thành nhà Thiên Chúa, họ đã dâng 100 con bò, 200 con cừu đực, 400 con chiên và bắt 12 con dê đực theo số các chi tộc Israel làm lễ tạ tội cho toàn thể Israel. Họ thiết lập hàng tư tế theo các phẩm chất của họ, và các thầy Lê-vi
theo các cấp bậc của họ, để phục vụ Thiên Chúa tại Jerusalem, như đã chép trong sách Môsê. Những người đi đầy trở về cử hành lễ vượt qua ngày 14 tháng thứ nhất. Các thầy Lê Vi, 100 người như một, đã thanh tẩy mình. Tất cả đều thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên vượt qua cho những người đi đầy trở về, cho anh em của họ là các tư tế và cho chính họ. Còn cả Israel đi đầy trở về đã ăn mừng lễ vượt qua cùng với những người đã dứt bỏ những điều ô uế của các dân trong xứ để hợp với họ tìm kiếm Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel. Họ hân hoan cử hành lễ bánh không men trong 7 ngày, vì Đức Chúa làm cho họ được hân hoan khi làm cho lòng vua Assur nghiêng về phía họ, để họ vững tay xây nhà Thiên Chúa, Thiên Chúa của Israel. Ezra chương 7. Sau những biến cố đó, dưới triều Artaxata, vua Ba Tư, có ông Ezra, con cháu của Seraja, con của Azakja, con của Khinkija, con của Salum, con của Sadoc, con của Akhitub, con của Amakja, con của Azakja, con của Merajot, con của Zerakja, con của Uzi, con của Bukki, con của Avishua, con của Pinchat, con của Elaza, con của thượng tế Aharon. Chính ông Ezra này đã từ Babylon lên. Ông là một kinh sư thông luật Môsê mà Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel đã ban. Vì bàn tay Đức Chúa, Thiên Chúa của ông che chở ông, nên tất cả những gì ông xin, vua đều ban cho. Còn cả Israel, các tư tế, các thầy Lê Vi, các ca viên, những người giữ cửa, những người phục vụ đền thờ, lên Jerusalem vào năm thứ 7 đời vua Artaxata. Ông tới Jerusalem vào tháng thứ 5, năm thứ 7 của triều vua. Quả thế, ông đã ấn định ngày rời Babylon để đi lên đó vào mùng 1 tháng thứ nhất, và tới Jerusalem vào ngày mùng 1 tháng thứ 5. Có bàn tay nhân lành Thiên Chúa của ông che chở ông. Quả thật, ông Ezra đã chú tâm tìm hiểu kỹ càng lề luật của Đức Chúa, thực hành luật đó và dạy cho dân Israel biết những thánh chỉ và quyết định. Đây là bản sao sắc chỉ của vua Artaxata đã trao cho ông Ezra, tư tế kinh sư chuyên về các lời diễn tả mệnh lệnh và các thánh chỉ của Đức Chúa liên quan đến Israel. Artaxata, vua các vua, gửi cho tư tế Ezra, kinh sư chuyên về lề luật của Thiên Chúa, Chúa các tầng trời. Chúc ông vạn an. Vậy giờ đây, ta ra lệnh cho bất cứ ai thuộc dân Israel, cho các tư tế và các thầy Lê Vi sống trong vương quốc của ta, muốn tình nguyện đi Jerusalem, thì đều được phép đi cùng với ông. Bởi vì ông được vua và 7 vị cố vấn của vua cử đi để thị sát Giu-đa và Jerusalem, chiếu theo lề luật của Thiên Chúa của ông, lề luật mà ông có trong tay. Ông cũng được cử đi để mang vàng bạc mà vua và các vị cố vấn của vua đã tự nguyện dâng cúng Thiên Chúa của Israel ngự tại cung điện người ở Jerusalem, cũng như mang tất cả vàng bạc ông sẽ tìm ra trong khắp tỉnh Babylon, cùng với những lễ vật mà dân và các tư tế sẽ tự nguyện dâng cúng cho nhà Thiên Chúa của họ tại Jerusalem. Vì thế, ông hãy cẩn thận dùng tiền bạc đó mà mua bò, chiên, cừu, cũng như các lễ phẩm và rượu tế. Ông sẽ tiến dâng các lễ vật đó trên bàn thờ của nhà Thiên Chúa của các ông ở Jerusalem. Với số vàng bạc còn dư, các ông
sẽ làm những gì ông và anh em ông cho là tốt và làm theo ý muốn của Thiên Chúa các ông thờ. Còn những đồ vật đã được trao cho ông để dùng vào việc thờ phượng trong nhà Thiên Chúa của ông, thì ông hãy đặt trước nhan Thiên Chúa ngự tại Jerusalem. Còn những đồ vật cần thiết khác cho nhà Thiên Chúa của ông, đồ vật ông có nhiệm vụ phải cung cấp, thì ông sẽ lĩnh ở kho tàng của vua mà cung cấp. Chính ta, vua Ác-tắc-sát-ta, ra lệnh cho mọi thủ quỹ vùng bên kia sông Euphrates, tất cả những vị tư tế Ezra, kinh sư chuyên về lề luật của Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, sẽ xin các ngươi, thì các ngươi phải thực hiện cho chu đáo. Các ngươi có thể cấp cho tới 3.000 ký bạc, 1.000 dạ lúa miếng, 200 thùng rượu, 200 thùng dầu, còn muối thì không có hạn. Tất cả những gì là lệnh của Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, phải được nghiêm chỉnh thi hành cho nhà Thiên Chúa, Chúa các tầng trời, để cơn thịnh nộ của người khỏi giáng xuống vương quốc của vua và của các hoàng tử. Ta cũng còn cho các ngươi biết là không được phép thu cống vật, thuế má, thuế thông quá của bất cứ tư tế hay thầy Lê Vi, ca viên hay người giữ cửa và những người phục vụ đền thờ. Nói tóm lại, của bất cứ người nào phục vụ nhà Thiên Chúa. Phần ông Ezra, với sự khôn ngoan của Thiên Chúa của ông, sự khôn ngoan mà ông nắm trong tay, ông hãy đặt các thẩm phán, các quan tòa để xử kiện cho toàn dân vùng bên kia sông Euphrates, cho tất cả những người biết lề luật của Thiên Chúa của ông. Còn kẻ không biết lề luật đó, các ông sẽ giúp cho họ biết. Ai không giữ lề luật của Thiên Chúa của ông và luật của vua thì phải trừng trị thích đáng, như xử tử, hoặc trục xuất, hoặc phạt tiền, hay bỏ tù. Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên chúng ta, Đấng đã ban cho Đức Vua lòng ước muốn tôn trọng nhà của Đức Chúa ở Jerusalem, và đã làm cho Đức Vua, các cố vấn và mọi quan chức quyền thế nhất của Đức Vua tỏ lòng thương yêu tôi. Còn tôi thì lên tinh thần vì bàn tay Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi che chở tôi. Tôi tập hợp một số thủ lãnh Israel lại để họ cùng đi lên với tôi. Ezra chương 8. Đây là những người làm đầu các gia tộc với gia phả của họ, những người đã rời Babylon mà đi lên với tôi, dưới triều vua Ác-tắc-sát-ta, dòng dõi Bin-khắc có Geshom, dòng dõi Ithama có Daniel, dòng dõi ông David có Khát-tút, con của Sơ-khan-gia, dòng dõi Bắc-ốt có Dơ-khắc-gia, và cùng với ông có 150 đàn ông con trai được ghi vào sổ gia phả. Dòng dõi Ba Khách Moab có Enzo Hoenai, con của Jerakza, và cùng với ông có 200 đàn ông con trai. Dòng dõi Yatu có Sơ Khan Gia, con của Zakhayen, và cùng với ông có 300 đàn ông con trai. Dòng dõi Adin có Evet, con của Jonathan, và cùng với ông có 50 đàn ông con trai. Dòng dõi Elam có Zersaza, con của Athanza, và cùng với ông có 70 đàn ông con trai. Dòng dõi Sơ-phát-gia có Dơ-vát-gia, con của Mi-kha-ên, và cùng với ông có 80 đàn ông con trai. Dòng dõi Dô-áp có Ô-vát-gia, con của Dơ-khi-ên, và cùng với ông có
có 218 đàn ông con trai. Dòng dõi Bani có Shelomit, con của Josipza, và cùng với ông có 160 đàn ông con trai. Dòng dõi Bevai có Dơ Khát Gia, con của Bevai, và cùng với ông có 28 đàn ông con trai. Dòng dõi Adgat có Zohanan, con của Hakatan, và cùng với ông có 110 đàn ông con trai. Dòng dõi Adonikam, những người cuối cùng. Đây là tên của họ: Eliphelet, Zeien và Semaza. Và cùng với họ có 60 đàn ông con trai. Dòng dõi Bitvai có Uthai và Giáp-bút. Và cùng với họ có 70 đàn ông con trai. Tôi đã tập hợp họ lại bên sông chảy về Ahava, và chúng tôi đóng trại ở đó 3 ngày. Tôi để ý thì thấy có dân và các tư tế, nhưng ở đó tôi không tìm được một thầy Lê Vi nào. Bấy giờ tôi phái những người này đi: các ông Eliezer, Arien, Shemaza, Enathan, Zarib, Enathan, Nathan, Dơ Khát Gia và Mơ-su-lam là những người thủ lãnh, cùng với các ông Zozarib và Enathan là những người giải thích lề luật. Tôi đã cho họ những chỉ thị liên quan đến ông Iddo, là người làm đầu ở Khasipza, và nhờ họ chuyển đến ông Iddo và các anh em ông, những người phục vụ đền thờ tại Khasipza, những lời miệng tôi muốn nói với các ông ấy, để xin đem đến cho chúng tôi những người giúp việc nhà Thiên Chúa, vì có bàn tay nhân lành của Thiên Chúa che chở chúng tôi. Họ đem đến cho chúng tôi một người khôn ngoan thuộc dòng dõi ông Magli, con ông Levi, con ông Israel. Đó là ông Serepza, cùng với các con và anh em của ông, tất cả 18 người. Thêm vào đó còn có ông Khasapza với em ông là ông Zersaza, thuộc dòng dõi ông Merari, cũng như các con của họ, tất cả 20 người. Ngoài ra, trong số những người phục vụ đền thờ mà vua David và các thủ lãnh đã cho để phục vụ các thầy Lê Vi, có 220 người phục vụ đền thờ. Tất cả những người này được chỉ định đích danh. Ở đó, gần bờ sông Ahava, tôi công bố lệnh ăn chay để hạ mình trước nhan Thiên Chúa chúng tôi. Hầu nài xin người cho chúng tôi đi đường bằng an, cùng với con cái chúng tôi và mọi tài sản của chúng tôi. Vì tôi sẽ hổ thẹn nếu phải xin vua cấp cho một đội quân và những người kỵ mã để bảo vệ chúng tôi khỏi tay kẻ thù trong lúc đi đường. Quả vậy, chúng tôi có thưa với đức vua: bàn tay của Thiên Chúa chúng tôi che chở tất cả những ai tìm kiếm người và giáng phúc cho họ. Nhưng sức mạnh và cơn thịnh nộ của người đè nặng trên mọi kẻ lìa bỏ người. Để được như vậy, chúng tôi đã giữ chay, đã nài xin Thiên Chúa chúng tôi, và người đã nhậm lời chúng tôi. Tôi chọn hai người làm đầu các tư tế, cũng như ông Serepza, ông Khasapza và 10 người anh em của họ. Và tôi cân cho họ bạc vàng và những đồ vật dâng cúng vào nhà của Thiên Chúa chúng tôi. Đó là những gì đức vua, các vị cố vấn, các thủ lãnh và mọi người Israel có mặt ở đó đã dâng cúng. Tôi cân rồi trao vào tay họ 19.500 ký bạc, những đồ bằng bạc trị giá 3.000 ký, 3.000 ký vàng, 20 tô bằng vàng trị giá 1.000 đồng Dario, và 2 bình bằng đồng đẹp, bóng loáng, cũng quý như vàng. Tôi nói với họ: các ông được thánh hiến cho Đức Chúa. Các đồ vật này là của thánh. Bạc này, vàng này là lễ vật tự nguyện dâng Đức Chúa, Thiên Chúa của tổ tiên các ông.
các ông hãy gìn giữ cẩn thận những thứ này, cho đến khi cân trước mặt những người làm đầu các tư tế và các thầy Lê Vi, trước mặt những người làm đầu các gia tộc Israel ở Jerusalem, trong các phòng của nhà Đức Chúa. Các tư tế và các thầy Lê Vi lãnh nhận bạc vàng và các đồ vật đã cân để mang đi Jerusalem, đưa vào nhà của Thiên Chúa chúng ta. Chúng tôi đã khởi hành từ sông Ahava ngày 12 tháng thứ nhất để đi Jerusalem. Bàn tay của Thiên Chúa chúng ta đã che chở chúng tôi và cho chúng tôi thoát khỏi tay kẻ thù và những cạm bẫy trên đường đi. Chúng tôi đến Jerusalem và nghỉ tại đó 3 ngày. Ngày thứ tư, bạc, vàng và các đồ vật được cân trong nhà của Thiên Chúa chúng ta và trao vào tay tư tế Meremoth. Còn ông Urijah, cùng với ông còn có ông Elaya, còn ông Binkhat. Ngoài các nhân vật ấy, cũng có các thầy Lê-vi, Jozavat, còn ông Jesua, và Noadja, còn ông Binui. Số và lượng đều đúng cả. Tổng cộng số lượng được ghi vào sổ. Thời ấy, những người từ chốn lưu đày trở về, những người đã bị lưu đày, dâng những lễ toàn thiêu lên Thiên Chúa của Israel, 12 con bò cho toàn thể Israel, 96 con cừu, 72 con chiên, 12 con dê làm lễ vật tạ tội. Tất cả trở thành lễ vật toàn thiêu dâng Đức Chúa. Rồi họ trao các sắc chỉ nhà vua cho các thủ hiến của vua và cho các trưởng vùng bên kia sông Euphrates. Các vị này đã giúp đỡ dân và giúp vào việc xây nhà Đức Chúa. Ezra chương 9. Giải quyết những việc ấy xong, các người lãnh đạo đến với tôi và nói: Dân Israel, các tư tế và các thầy Lê Vi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ, của người Canaan, Khết, Berithi, Zevut, Ammon, Moab, Ai Cập và Emuri. Họ và con cái họ đã lấy con gái của chúng. Nồi giống thánh đã trà trộn với các dân trong những xứ ấy. Các người lãnh đạo, các quan chức là những người mau tay làm chuyện phản bội đó nhất. Nghe tin ấy, tôi xé áo dài trong và áo choàng ngoài. Tôi bứt tóc, bứt râu. Rồi ngồi xuống sững sờ, kinh ngạc. Tất cả những ai run sợ khi nghe lời của Thiên Chúa Israel thì quy tụ chung quanh tôi trước sự phản bội của những người lưu đày trở về. Còn tôi thì cứ ngồi đó, sững sờ kinh ngạc, cho đến giờ dâng lễ phẩm ban chiều. Vào giờ đó, tôi mới ra khỏi cơn sầu khổ. Trỗi dậy, áo dài trong, áo choàng ngoài xé rách. Tôi quỳ gối, giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi, và thưa: Lạy Thiên Chúa của con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài. Lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều đến nỗi ngập đầu ngập cổ. Lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang. Chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẻ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay. Và bây giờ, chỉ mới đây, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con ban cho chúng con ân huệ này là để lại cho chúng con một số người sống sót và cho chúng con
được một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài. Như thế, Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng, làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời, và làm cho chúng con được hồi sinh đôi chút trong cảnh nô lệ. Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa chúng con đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba Tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại nhà Thiên Chúa chúng con tại thiết ngôi nhà đã hoang tàn, và xây lại tường thành tại Jerusalem ở Giuđa. Và giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con biết nói gì sau cớ sự này? Vì chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Ngài đã dùng các tôi trung của Ngài là các ngôn sứ mà truyền dạy rằng đất mà các ngươi sắp vào chiếm hữu là đất đã ra nhơ nhớp vì những sự nhơ nhớp của các dân trong những xứ ấy, vì những thói tục ghê tởm họ đã làm cho tràn lan khắp nơi khắp chốn bằng sự ô uế của họ. Và giờ đây, các ngươi đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, và đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Các ngươi đừng bao giờ mưu cầu bình an và hạnh phúc cho chúng. Như thế, các ngươi sẽ được mạnh sức, được hưởng dùng của cải trong xứ, và trối lại cho con cái các ngươi làm gia tài mãi mãi. Sau khi mọi điều ấy xảy ra cho chúng con vì các việc xấu và lỗi nặng của chúng con, mặc dầu Ngài, lạy Thiên Chúa chúng con, Ngài đã giảm nhẹ tội ác của chúng con và đã để lại cho chúng con số người sống sót này. Lẽ nào chúng con lại còn vi phạm mệnh lệnh của Ngài và kết nghĩa thông gia với các dân làm những điều ghê tởm như thế? Chẳng lẽ Ngài lại không đổi cơn thịnh nộ với chúng con và hủy diệt chúng con, không để một người sống sót gây thoát nạn sao? Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, Ngài là đấng công chính, nên chúng con mới được thoát nạn và sống sót như ngày hôm nay. Này, chúng con đang ở trước nhan Ngài, mang trong mình lỗi lầm của chúng con. Mặc dù trong tình trạng đó, không ai có thể đứng vững trước nhan Ngài. Ezra chương 10. Trong khi ông Ezra khóc lóc và phủ phục trước nhà Thiên Chúa mà cầu nguyện và thú nhận tội lỗi, thì một cộng đoàn đông đảo người Israel, đàn ông, đàn bà và trẻ con, tụ họp lại chung quanh ông. Dân chúng khóc lóc thảm thiết. Ông Sơ-khan-ra, con ông Rơ-khi-ên, thuộc dòng dõi Ê-lam, nói với ông Ezra: Chúng tôi đã phản bội Thiên Chúa chúng tôi khi cưới vợ người ngoại thuộc các dân trong xứ. Nhưng giờ đây, mặc dầu thế, vẫn còn hy vọng cho Israel. Vậy giờ đây, chúng ta hãy cam kết với Thiên Chúa chúng ta là sẽ đuổi tất cả những người vợ ấy với con cái họ, theo lời khuyên của Ngài và của những ai có lòng kính sợ mệnh lệnh của Thiên Chúa chúng ta, cứ theo lề luật mà làm. Xin ông trỗi dậy, vì đây là việc của ông. Nhưng chúng tôi sẽ ở bên ông. Ông cứ can đảm và hành động đi. Bấy giờ ông Ezra trỗi dậy và bắt các thủ lãnh của hàng tư tế và của các thầy Lê Vi, cũng như toàn thể Israel, phải thề là sẽ làm như đã nói. Và họ đã thề. Ông Ezra trỗi dậy, rồi từ phía trước nhà Thiên Chúa,
đi tới phòng ông Jehochanan, con ông Enjasip. Ông Ezra đi tới đó, không ăn bánh, cũng chẳng uống nước, vì ông quá buồn phiền về tội phản bội của những người lưu đày trở về. Người ta ra thông cáo này tại Jerusalem ở Juda. Mọi người lưu đày trở về phải tập họp ở Jerusalem. Nội trong 3 ngày, ai không đến thì chiếu theo quyết định của các thủ lãnh và kỳ mục. Tất cả tài sản sẽ bị biệt hiến và bản thân sẽ bị trục xuất khỏi cộng đồng những người lưu đày trở về. Mọi người Juda và Benjamin đều tập họp ở Jerusalem vào ngày thứ 3, đó là ngày 20 tháng 9. Toàn dân ngồi ở quảng trường nhà Thiên Chúa, run sợ vì sự việc đã xảy ra và vì trời mưa tầm tã. Bấy giờ tư tế Ezra đứng dậy và nói với họ: Anh em đã phản bội khi cưới vợ người ngoại, và như thế làm tăng thêm tội lỗi của Israel. Nhưng bây giờ anh em hãy suy tôn Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, và hãy thi hành ý muốn của Người. Hãy dứt mọi liên hệ với dân trong xứ và các người vợ ngoại. Toàn thể đại hội lớn tiếng đáp: Vâng, chúng tôi phải làm như ông đã nói. Nhưng dân thì đông, lại đang mùa mưa, nên không thể đứng ngoài trời. Và việc này không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Vì trong vụ này rất đông người chúng tôi đã phạm tội. Vậy xin hàng thủ lãnh chúng tôi ở lại thay cho đại hội. Trong các thành của chúng tôi, tất cả những ai đã cưới vợ người ngoại thì sẽ đến vào thời đã quy định, cùng với các kỳ mục và thẩm phán của mỗi thành, cho đến khi Thiên Chúa rút lại cơn thịnh nộ Người giáng xuống chúng tôi vì vụ này. Chỉ có ông Jonathan, con ông Asahel, và ông Zach-Rơ-Ra, con ông Tích-Va, chống lại giải pháp đó, và được ông Mơ-su-lam cùng thầy Lê-vi Sáp-thai ủng hộ. Nhưng các người lưu đày trở về cứ làm như đã đề nghị. Tư tế Ezra chọn những người làm đầu các gia tộc. Tùy theo số các gia tộc, tất cả đều được chỉ định đích danh. Ngày mùng 1 tháng 10, họ ngồi lại để cứu xét vấn đề. Tới ngày mùng 1 tháng thứ nhất, họ mới giải quyết xong vấn đề của tất cả những người đã lấy vợ người ngoại. Người ta tìm thấy trong hàng tư tế những người sau đây đã lấy vợ người ngoại. Trong số con cái ông Jeshua, con của Josadak, và trong số anh em của ông, có Maaseja, Eliezer, Jarib và Gerdanja. Họ cam đoan sẽ rẫy vợ và dâng một con cừu đực để làm lễ đền tội. Trong số con cái ông Imme có Hanani và Zervatsha. Trong số con cái ông Karim có Maaseja, Elija, Semaja, Jerhien và Utzija. Trong số con cái ông Pathua có Enjoenai, Maaseja, Jitmaen, Nethanen, Josavat và Enasa. Trong số các thầy Levi có Josavat, Simi, Kelaja tức là Kelita, Pethakja, Jehuda và Eliezer. Trong số các ca viên có Enjashib. Trong số những người giữ cửa có Shalum, Telem và Uri. Giữa những người Israel, trong số con cái ông Pakot có Ramja, Jitzija, Mankija, Mijamin, Elaza, Mankija và Benaja. Trong số con cái ông Elam có Matanja, Zerkhakja, Jerhien, Abdi, Jeremot và Elija. Trong số con cái ông Zattu có Enjoenai, Enjashib,
Matanja, Jeremoth, Javad và Aziza. Trong số con cái ông Bevai có Jehohanan, Hananja, Zabbai và Adlai. Trong số con cái ông Bani có Meshulam, Maluk, Adaja, Rashub, Sean và Jeramot. Trong số con cái ông Pakhat Moab có Adna, Gelan, Bernaja, Maaseja, Matanja, Bersanen, Binui và Menashe. Trong số con gái ông Kharim có Eliezer, Jitsija, Mankija, Semaja, Simeon, Benjamin, Maluk, Semakja. Trong số con gái ông Khasum có Matanai, Matata, Javad, Eliphelet, Jeremai, Menashe, Simi. Trong số con cái ông Bani có Maadai, Amram, Uen, Benaja, Betja, Keluhi, Vanja, Meremot, Enjashib, Matanja, Matanai, Jaasai. Trong số con cái ông Binui có Simi, Shalemja, Nathan, Adaja. Trong số con cái ông Zakkai có Sasai, Sarai, Azak-en, Shelem-jahu, Shemak-ja, Shalum, Amak-ja, Joseph. Trong số con cái ông Nervo có Je-i-en, Matit-ja, Javad, Zervina, Shabdai, Joen và Bernaja. Tất cả những người này đã lấy vợ người ngoại. Họ đã rẫy vợ và từ con.